bí quyết hỗ trợ cải thiện tình trạng thở van tim hai lá ba lá từ nguyên liệu dễ tìm, cách làm lại đơn giản nhưng hiệu quả, anh em mình không nên bỏ qua. Thì mọi người mà có những cái dấu hiệu như là mình mệt mỏi nè, rồi là thở hụt hơi nè, rồi khó thở, hay là mình đau nhói ngực á, thì dấu hiệu của cái triệu chứng mà thở van tim hai lá ba lá nha mọi người, thì anh chị em mình hãy cùng Lâm Cỏ đi tìm cây này nha. Thì đây nha mọi người, anh chị em đi tìm cho Lâm Cỏ cây này là gọi là cây cỏ đuôi chuột nha, vì cái nó có cái bông của nó giống như cái đuôi con chuột á, cái bông màu tím nha mọi người. Thì cái loại cây này thì thường thì mình ở nhà mình trồng rất nhiều nha. Thì cái cây này thì trong đông y nó còn gọi là cây mạch lạc nha mọi người, nó còn có tên gọi là cây mạch lạc, nó có tác dụng mà lợi tiểu nè, giải độc, thanh nhiệt trong cơ thể của mình. Còn trong y học hiện đại á, thì cây cỏ đuôi chuột này á, nó giúp cho mình là giảm đau nè, chống co thắt và giãn tĩnh mạch, và nó còn kháng viêm nè, chống nhiễm trùng. Ngoài ra nó còn hỗ trợ hạ đường huyết, hạ huyết áp nữa nha anh chị em mình. Vì trong cỏ đuôi chuột này á, nó có chứa nhiều thành phần hóa học đa dạng, bao gồm như là glucosidit nè, hay là dopamine nha, và các loại hoạt chất khác nó có lợi cho cơ thể của mình. Thì bây giờ anh chị em mình cùng Lâm Cỏ làm cái công thức này nha. Thì anh chị em mình đi tìm được cây cỏ đuôi chuột á, thì mình cắt cây cỏ đuôi chuột vô nha mọi người. Anh chị em nhớ mình cắt, mình lấy luôn cái thân cây của nó luôn nha. Cây này nó cũng dễ trồng nha mọi người, do mình sử dụng lâu dài đó, thì anh chị em mình cắt cái thân của nó thôi, mình chừa cái gốc lại lên cho nó lên cái tuổi khác rồi mình sử dụng nữa nha. Xong rồi á, anh chị em mình cùng Lâm Cỏ đi làm nha mọi người. Thì mỗi lần dùng á, nếu mà tươi á, thì anh chị em mình sử dụng từ 200 đến 300 gram tươi nha. Còn anh chị em mình phơi khô á, thì từ 10 đến 20 gram khô nha mọi người. Bây giờ Lâm Cỏ rửa sạch, loại bỏ hết các tạp chất của nó nha. Rửa sạch xong rồi anh chị em mình cắt nhỏ ra nha. Thì cắt nhỏ xong rồi anh chị em mình để vô nồi nha mọi người. Thì để vô nồi xong rồi anh chị em mình chế vào 1,5 lít nước lọc nha. Thì chế 1,5 lít nước lọc vô xong rồi giờ bật lửa mình nấu sôi còn lại 1 lít nước nha mọi người. Thì sau khi nấu sôi 1,5 lít nước còn 1 lít nước á, giờ tắt lửa để nguội nha anh chị em mình. Thì sau khi để nguội rồi á, thì anh chị em mình chia đều mình uống trong ngày nha, mình uống mấy lần cũng được, uống hết 1 lít nước này trong ngày là được nha mọi người. Và anh chị em mình kiên trì sử dụng từ 20 đến 30 ngày á, nó sẽ cải thiện cái tình trạng hở van tim ba lá hai lá của mình nha mọi người. Đơn giản uống nha mọi người. Thì nếu thấy thông tin hữu ích, anh chị em mình hãy cùng Lâm Cỏ chia sẻ rộng rãi đến với mọi người, nhằm để chủ động chăm sóc cái trái tim của mình nha mọi người.